Bây giờ tóm lại là nói trước tiên là chồng của ông Phan, nó hơn thằng Điếm, phải nói là thằng Điếm chứ đừng có nói chồng, nghe mang tiếng quá. Mọi người nó dẫn YouTube đi tùm lum hết, đi về cái miếu nào đó, nó nghĩ sao vậy, nó hô nó xuống dưới nhà bà ngoại, nó nói là nó về nhà nó tu, nó về nhà nó tu, nó đón con nó về đi, nó có nhà sao nó không đón con nó về, đón nó thương con nó quá sao nó không đón về. Mấy người lên không biết gì hết. Còn mày á, tao nói cho mày nghe, mày có lại bà ngoại một bà ngoại của Van 100 lại đi chăng nữa, gặp bà ngoại á, chứ gặp tao là tao nhận cái đầu mày xuống mương cho mày chích mẹ mày rồi. Mẹ mày rồi đó, bán vé số rồi đó. Mày không chịu về, mày lại bả. Chờ mày thấy con Van cất nhà phải không? Mạnh Thường Quân người ta đỡ cái hoàn cảnh của ông Van. Giờ mày về mày lại mày tính liếm nè. Nó mày có xuống kia mày quắt đuôi nó cũng cho mày liếm đâu. Nó ẻ ruột cứt ra nó cũng không cho mày liếm đó. Mày đừng hòng về đó mày lại bà ngoại. Mày e mày lại mày lại bà ngoại, mày lấy tiền thì mày chích xì ke chứ. Ăn lường đủ lận của anh ta. Bây giờ mày thấy con Van có chút đỉnh rồi, bá tánh Mạnh Thường Quân người ta thương mày tính về dưới xin hả? Mày nghĩ sao mày mang cái mặt chó mày về dưới mày xin vậy? Mày hô nó là buôn thần bán thánh. Giờ mày về dưới đó mày xin. Về dưới đó nó trả cho mày liếm đâu, mày giấu mẹ nó cái mỏ mày lại đi. Là riêng cái đó là riêng là thằng cái thằng ăn lận uống lường á, mà là tôi nói thằng đó xong rồi đó. Bây giờ tôi nói tới phiên thương ân à, YouTube á, con đã nói rồi, con nói con xin tất cả các Mạnh Thường Quân, con ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nè, ở thành phố biển luôn, rất là đẹp, xa với con, xa với nhà cô Van lắm, không có gần, nhưng mà con thấy phiên thương ân này không được. Nó không thể nào làm YouTube được, nó phải đi bắn cá. Lúc nó đợi cái nón nó bắt trước con Van đó. Nó, chính nó là để nâng đỡ con Van lên. Để cũng chính nó xin tiền. Nó dám tiền bố, nó nói là 300 mấy chục triệu. Bây giờ nó đưa có 100 mấy, còn 100 mấy, gần 200 triệu nữa đâu. Ở đâu ra mày? Ói ra đi con à, bây giờ đó mày ói ra đi. Mày ói ra đi. Mẹ mày lên đợi nón rồi mày vỗ cây ở đồ. Mày không có cái cửa làm cái kiểu đó đâu con. Tao đã nói rồi. Tại vì tôi ở rất là xa. Tôi ở thành phố của tôi đẹp hơn thành, đẹp hơn cái mặt của thằng Phiên Thương Ân nữa. Không có cửa xuống thành phố tôi đâu. Con ở thành phố Vũng Tàu đó, thành phố biển đàng hoàng. Đó, mày là phải đi bắn cá, mà mày bắn cá là mày phải đeo mặt nạ nghe chưa, chứ mày mà đưa cái mặt mày ra là không ai mua đâu nhá. Tại vì mày là một cái thằng bà, thằng tiểu nhân, thằng bỉ ổi đó. Bây giờ mày nghĩ đi, mày càng, tao đã nói rồi, tao nói mày càng lên clip chừng nào thì mày càng hạ nhục bản thân mày chừng nãy. Con xin Mạnh Thường Quân, nào nếu mà gửi tiền về cho YouTube Thiên Thiên Ân là đừng nên gửi nữa, vì hiện bây giờ nó đang ăn chặn tiền từ thiện là 100 mấy chục triệu đó. Con là nó chưa có sao kê, cho nên là chỉ cái miệng nó chỉ nói là gì vậy thôi đó. Và bây giờ là tất cả các Mạnh Thường Quân nào mà gửi tiền về cho nó, mà cho những mảnh đời bất hạnh, không kể riêng diện Van đó, bây giờ tất cả Mạnh Thường Quân đừng nên gửi về cho nó nữa. Vì cái thằng này nó cặn bã lắm. Nó là nó thua một cái tính chất con đàn bà luôn. Nếu đàn bà người ta vẫn còn rộng lượng hơn nó. Chắc vậy chứ, nó chỉ cần phát âm thôi là con không nói dùng miệng của nó, con xúc phạm tới, con xin lỗi. Chỉ cần phát âm thôi là đã nghe là muốn lộn ruột rồi. Chứ đừng có nói mà thấy cái bản mặt nó nữa. Đó, cho nên tất cả Mạnh Thường Quân, còn mày á, mày quên đi, mày càng lên, tao nói rồi. Một khi tao đã phán, tao không làm thầy, nhưng tao phán mày một câu là mày cứ lên clip là mày hạ nhục cái nhân phẩm của mày.
Bây giờ không có anh em, tôi kể cả những anh em có tâm hay là không có tâm làm YouTube, đừng có gần thằng này nữa. Nếu gần nó là phải đeo mặt nạ vô, chứ còn nếu mà không đeo mặt nạ là vài bữa là đi làm chung là nó lật kèo đó. Thằng này nó hay lật kèo, nó thua đằng ba mà. Nó sẽ rất trời quân, trời quân, trời quân gì mà hành trăng, trời quân. Tôi ở gần nhà nó, tôi cũng thiệt xấu hổ. Ở gần cha mẹ nó mà không biết cha mẹ nó có nuôi dạy nó đàng hoàng mà sao nó mất dạy. Tự nhiên nâng đỡ người ta lên giờ cái thế trường cái cả bây giờ cho trường ngủ với quen luôn đi, tức ngủ không được, tức tức xong cái ăn chặn tiền của người ta luôn, tiền của người ta 100 mấy triệu không chịu đưa thôi, để đi đưa những mảnh đời bất hạnh khác đưa đâu, mày dám sao kê lên không? Trên 10 triệu là đi tù đó con, mà lường gạt là từ 3 đến 6 năm đó. Chứ mày không phải về vừa đâu, 3 năm 6 năm đó. Nhà tao đây nè mày, tao không phải tao khoe đâu, nhưng mà tụi bay đừng có nói lực với tao. Nhà tao một lò công an ở Vũng Tàu nè mày. Mày láo mày, mày thấy nhà của mày thấy con ven nó hay mày tăng là tụi bay sủa không, chứ ven nó có sủa gì đâu. Đó, tụi bay đàn áp, tụi bay đi quay, à người ta thông cảm, người ta nghĩ lúc đầu tao nhìn. Bởi vậy mày đeo cái bộ mặt nạ của mày, mặt nạ con cáo giờ cái đuôi mày lòi ra rồi mày cứ nói người ta, rồi hô ta là trời ơi buổi sáng hành căng, buổi chiều trời ơi ngáp là mũi cắn quá ngáp đi vô, là hôm nay tao mà nói mày ăn chặn tiền từ thiện đó, tao nói thẳng vô mặt mày luôn á, xin thương ơn đó, tao nói thẳng vô mặt mày là mày ăn chặn tiền từ thiện người mạnh thường quân gửi về đó. Cho nên con xin kể cả nhỏ lớn, cô dì chú bác anh chị em, người nào nếu mạnh thường quân nào mà gửi vô kênh YouTube của xin ngưng lại, không gửi nữa. Về thằng này thằng điếm á, năm nay nhà nó ăn tết to lắm, cha mẹ nó mừng con tôi làm được nhiều tiền, tiền ăn chặn của ta. À, giờ bắt đầu tới quyền linh của tôi nói chuyện với công an. Trời, nói chuyện với công an ghi âm. Thôi là bây giờ mấy chú phải vào cuộc rồi này kia. Công xin gì? Xin kết bạn Zalo, người ta đâu có chịu. Nó đâu, cái ông công an nó đâu có cho kết bạn Zalo đâu. Ông công an nó không cho kết bạn Zalo ở trong cơ quan ổng. Sao kết bạn được, trôi nổi bền bồng mà giữa xã hội không có chỗ có đất dung thân mà cứ chĩa vô nhà người ta. Rồi hô là quen bỏ bùa miên rồi, con xin mấy sư ở bên miên á, mấy sư tu á, người Khmer á, lật cái mặt mạ của nó ra, nó là con cáo đó. Hỏi nó tu nay cái nó hô nó ở chùa này, mai cái nó hô nó ở chùa kia, chùa nào mà dám chứa nó. Lúc đó thì nó nói sư phụ nó, sư tổ nó chữa bệnh cho nó, bệnh gì, bùa nào, bùa để thừa, bùa Khmer nào mà bỏ cho nó để nó đi tiêu chảy. Chứ không phải nó làm nhiều việc trái với lương tâm, nó là nghiệp quật đó. Chứ bùa nào. Rồi nó hôn nó về, sư tổ nó chữa bệnh cho nó. Phun rượu xong lấy lá trầu bùa đây nè con, chữa bệnh bùa một bụng nè con, không có lấy lá trầu nào phun rượu mày hết ngải đâu con, mày để thừa người ta chơi xong lạc chợ thì chịu mẹ nó đi, cứ đi phá đi. Sư huynh ở trên núi tu á, nó về nó hô là nó là đệ tử sư huynh á, cái chỗ am của sư huynh tu là sắp sửa gặp nạn rồi đó. Quyền Linh nó đi tới đó là sắp gặp nạn rồi đó. Con cảm ơn cô ba nha, cô ba ở trên núi Cấm luôn á, dạy cho nó bài học, nó hỏi cô trả lời vậy á, con thích quá chừng luôn. Chừng nào có duyên con gặp cô ba.
con mẹ chứ cô vậy đó, già rung rung rồi đi vô nhà người ta tăng, đi vô nhà người ta kiếm chuyện không vậy, vô rồi đánh con ta nữa, dạy cái gì cũng dạy mày buông bỏ căng hết đi bà. Nói thiệt chứ tại con thấy gì cũng lớn đó, chứ mấy kêu con sư cô giống như con Quyền Linh nữa đó, lo tu không lo, lo phá người ta không, ngọn chỗ mà muốn kiếm tiền ăn mà cứ chờ quân quân cái gì mà chờ quân, sống ở dưới treo áo người ta. Chả lẽ tôi nói con xin lỗi tất cả mạnh thường quân, con xin lỗi anh em YouTube, chả lẽ giờ con nói nó sống dưới đồng tiền ở dưới đấy quần của quen không có tin quen lấy gì ngồi để chờ quân, biết mẹ đâu chờ quân, có đi tới đó đâu mà nói, im mẹ mồm đi. Người ta chỉ trời quân, tin nó mà hỏi trời quân. Ờ, cái gì? Những cái người, nó nói mạnh thường quân, cái lũ này, lũ kia đồ, nghe hành căng đồ, cái bọn này, bọn kia đồ, nó nghe hành mạnh thường quân mà nó nói cái lũ này gì, cùng một lỗ, cùng một hố gì đó. Có cái kênh YouTube nào mà ăn nói mất dạy vậy, hô mạnh thường quân, cùng một lỗ, cùng một hố đồ. Thở ra cái nơi bè phái rồi, biến cha cho rồi, đi bán cái số cho rồi, ngồi nó mình live stream. Trần quân, tôi nóng hỏi Trần quân, rốt cuộc ai tao không biết hết rồi mà hô tin nóng hỏi. Cái vùng miền là cứ phát âm Trần quân giống như Thiên quân Thiên Ân cũng vậy. Mắc gì cái Trần quân đó, còn con Quyền Linh đó mày không có chung à, thì ta kiếm cái lỗ cống nào ta xuống dưới đó ta tịnh tâm lại, thấy không? Mấy ông cống mà ta đào đường á, ta để còn dư ngoài đường á, xuống ông cống á, ta tịnh tâm tu lại đi, chứ mày đừng kể vô quen không được đâu. Muốn có cửa không con ơi, nhà có cửa chứ con không có cửa đâu, nên quen nó cất nhà rồi đó.